Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng Windows XP ấy. Thì tiếp tục cái series chia sẻ về cách sử dụng Windows XP dành cho các bạn mới sử dụng. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn thêm một số thông tin về cách sử dụng Windows XP các bạn nhé. Thì tại cái thời điểm hiện tại hiện nay thì theo mình biết là cũng có một rất nhiều bạn vẫn đang dùng Windows XP các bạn ạ. Và hiện nay thì cũng rất nhiều bạn đã chuyển lên cái Windows 7 hoặc là Windows 10. Và hiện nay thì đã có thêm cả Windows 11 các bạn nhé. Đấy, thì tên Windows XP thì Windows XP ra đời lâu rồi các bạn nhé. Nhưng mà nó có cái giao diện tối giản và rất là dễ dùng. Đặc biệt là các bạn mới bắt đầu hoặc là người lớn tuổi và người già thì khi sử dụng Windows XP cũng rất là dễ. Đó, thì trong video hôm nay là mình chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn mới sử dụng và người lớn tuổi hoặc là người già. Còn những bạn mà đã sử dụng máy tính lâu năm thì các bạn có thể bỏ qua video này nhé để tránh trường hợp là mất thời gian của các bạn. Thì trên Windows XP các bạn này, đây là cái giao diện cái hình nền của Windows XP này. Thì bây giờ vấn đề đầu tiên chia sẻ các bạn đó là cách mở và tắt cái Windows XP nhá. Thì vấn đề mở máy tính ấy, thì cái Windows XP này thì mình đang cài trên máy tính bàn các bạn này, để cài trên máy tính bàn nhá. Đây là cái màn hình của nó này. Thì trên để mở máy tính thì các bạn sẽ bấm vào nút nguồn, tức là cái nút power ở trên CPU đấy. Còn trên laptop thì các bạn bấm vào cái nút nguồn ở trên cái bàn phím đó. Đó. Còn vấn đề tắt máy, để tắt máy thì các bạn sẽ vào cái mục start dưới này nhá. Đây các bạn nhìn xuống đây đây. Đây. Start đây các bạn này. Góc ngoài cùng bên trái đây nhá. Ngoài cùng bên trái các bạn tích chuột trái vào đây. Đó. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ tích vào cái mục là tool of computer. Đó. Tức là nếu các bạn tắt máy tính nhá, tắt máy tính nhá, thì các bạn sẽ vào đây. Ở đây thì hiện ra nguyên bản là Windows XP Personal các bạn này. Đây, Windows XP Personal nhá. Các bạn tích vào đây này. Đó. Các bạn tích chuột trái vào đây đúng không? Rồi, thì sau khi tích vào đây thì chúng ta sẽ có cái ba cái biểu tượng ở đây này. Thì các bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái biểu tượng đầu tiên này, bên trái này thôi, bên phải này. Cái biểu tượng màu đỏ ở giữa này các bạn này. Biểu tượng màu đỏ ở giữa này là dùng để tắt máy này. Đó, thì các bạn muốn tắt máy tính ấy, thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây một lần này, có nghĩa là tool up đấy. Thì Win XP của mình nó sẽ tắt. Còn nếu các bạn mà muốn khởi động lại máy ấy, các bạn khởi động lại máy thì các bạn tích vào cái nút restart này các bạn này. Đấy, restart. Thì trong trường hợp mà máy của các bạn nó bị đơ chẳng hạn đấy, hoặc là trường hợp mà máy của các bạn mới gỡ một cái phần mềm nào đấy, hoặc là các bạn mới cài thêm một cái phần mềm vào trong máy tính ấy, thì các bạn nên khởi động lại máy nhé. Tức là các bạn kích vào cái nút màu xanh lá cây này này. Đấy, để các bạn khởi động lại máy để đảm bảo là cái thao tác ở trên máy tính của mình là thành công. Đó. Thì khi các bạn mở cái giao diện tool up computer lên ấy, thì màn hình của chúng ta nó sẽ chuyển sang màu trắng các bạn này. Đấy, màu trắng nha. Tức là nó đang chờ cái lệnh của người sử dụng đấy. Một là tắt máy, hai là khởi động lại máy đó. Rồi, thì cái này là mình chưa tắt nha, thì mình sẽ bấm vào Can này. Không tắt máy thì mình bấm vào Can nha. Đấy, thì sau khi hủy bỏ cái lệnh tắt máy thì màn hình của chúng ta nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu, tức là trạng thái làm việc. Đấy. Rồi, sang cái nội dung thứ hai đó là về vấn đề điều chỉnh ngày giờ ở trên Windows XP các bạn nhé. Thì nó cũng giống như trên Windows 7 và các cái dòng Windows sau này thôi. Các bạn nhìn vào cái góc dưới cùng bên phải đó. Đây, các bạn nhìn sang bên này. Đây nhá. Đây. Ví dụ hiện nay là đang 7 giờ 11 phút các bạn này. Đấy, vào buổi sáng này. Đó thì các bạn tích chuột trái vào đây nhá. Đây, các bạn tích chuột trái vào cái biểu tượng ngày giờ đó. Đó, biểu tượng giờ đó. Rồi. À, các bạn phải tích chuột trái hai lần các bạn nhé, kích chuột trái hai lần liên tiếp vào cái biểu tượng giờ đấy. Đó, kích một lần không được các bạn. Đó, tích chuột trái hai lần liên tiếp vào đây này. Đây. Đó. Thì sau khi các bạn tích xong ấy thì nó sẽ có cái cửa sổ về ngày và thời gian ở bên này này, phía bên trái này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ kéo nó sang. Đó, kéo ra giữa này cho dễ các bạn dễ nhìn này. Đó, rồi. Đây. Một cái giao diện ngày giờ rất là đơn giản các bạn nhé. Thì bây giờ để điều chỉnh tháng ấy, thì các bạn tích vào cái ô đầu tiên này này. Đây các bạn tích vào đây. Đó, ví dụ như tháng mấy, tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì các bạn tích chuột vào đây, các bạn chọn tháng này. Rồi, còn chọn ngày thì các bạn chọn vào cái ô phía dưới này. Đây nhá. Đây, ô phía dưới này này. Đó, ví dụ như ngày mùng 7 thì các bạn tích vào ngày mùng 7 này. Ngày mùng 10 các bạn tích vào ngày mùng 10 này. Đó, ngày 20 các bạn tích vào ngày 20. Rồi. Đó là về ngày nhé, ngày các bạn chọn ở ô dưới này, còn tháng thì ở trên này.
Còn giờ thì các bạn nhìn sang bên phải là đang có cái đồng hồ, cái kim đang chạy đây các bạn này. Đấy, cái kim đang chạy đây nhá. Thì để điều chỉnh ngày giờ thì các bạn điền vào cái ô này này, đây cái ô đây. Đó. Ví dụ như đây là 7 giờ, cái số đầu tiên là giờ thì các bạn đánh số vào đây nhá. Ví dụ 5 giờ các bạn đánh số 5 vào đây. À, cái ô cái dòng thứ hai là số phút này, giờ đến phút này. Các bạn cũng đánh số phút vào luôn. Các bạn sử dụng bàn phím các bạn đánh số vào nhá. Đó. Còn cái sang cái mục bên này là giây này, giây thì nó chạy tự động rồi, mình không có chỉnh giây được các bạn nhé, giây nó vẫn chạy tự động. Rồi sang cái biểu tượng SA này các bạn này. Đây. SA đây này. Thì SA có nghĩa là buổi sáng các bạn nhé. Thì nếu các bạn mà chỉnh cái giờ này vào buổi sáng ấy, tức là trước 12 giờ trưa đấy thì gọi là buổi sáng nhé. Thì các bạn sẽ chọn là SA nhé. Đó, còn nếu mà từ sau 12 giờ trưa, ví dụ như là 12 giờ 15, 12 rưỡi, 1 giờ chiều, 2 giờ chiều thì các bạn sẽ chọn là PM. Thì các bạn tích vào cái nút này. Đây. Đó. À, đây không phải là PM các bạn, nó chuyển thành CH các bạn ạ. À, CH có nghĩa là buổi chiều đấy. À, CH là buổi chiều. Còn trên Windows 7 hiện nay mình thấy, trên Windows 7 và Windows 10 thì mình thấy là nó viết chữ PM các bạn ạ. PM có nghĩa là buổi chiều. Đấy, còn SA này này, SA này có nghĩa là buổi sáng này. Đó, các bạn chú ý cái chỗ này nhá. SA là buổi sáng nhá. Đấy, còn CH có nghĩa là buổi chiều. Buổi chiều. Rồi. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ tích vào cái mục FB này. Đây FB đây. Đó, các bạn tích vào cái FB này nhá. FB có nghĩa là chúng ta áp dụng đấy, và sau đây các bạn bấm vào cái OK này này, cái nút OK phía bên trái đây, có nghĩa là chúng ta đồng ý, đồng ý thay đổi đó. À, các bạn chú ý là phải bấm hai cái nhá, FB xong rồi đến OK bên này. Đó, vì do ở đây là mình cái ngày giờ của mình là đúng rồi các bạn này, cho nên là mình sẽ không sửa chữa lại nhá. Và nếu như mà các bạn không có thay đổi gì ở trong này thì các bạn tích vào cái ô ở giữa, ô Ken, CANCEL có nghĩa là Ken đấy, có nghĩa là hủy bỏ cái lệnh chỉnh sửa đấy. Đó, các bạn không thay đổi gì các bạn bấm vào lệnh Ken nhé. Đấy, các bạn tích vào đây. Đó, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thay đổi ngày giờ ở trên ở Windows XP. Rồi, sang cái nội dung thứ hai đó là cái vấn đề các bạn lưu trữ dữ liệu ở trên máy tính, tức là trên Windows XP ấy, thì các bạn sẽ mở cái My Computer lên nhá. Vấn đề thứ ba này, My Computer đây các bạn này. Đó. Thì ở trên Win XP thì họ còn để cái biểu tượng là My Computer đấy. My Computer có nghĩa là máy tính của tôi đấy. Đấy, còn trên Windows 7 thì họ ghi rằng là Computer thôi, họ bỏ cái chữ My này đi, họ chỉ ghi là Computer thôi đấy. Còn trên Windows 10 thì họ lại ghi là ZBC đấy, thì cái tên gọi nó khác nhau vậy thôi, nhưng mà chức năng sử dụng là hoàn toàn như nhau các bạn nhé, không có gì thay đổi. Đấy, thì các bạn muốn lưu dữ liệu hay là sử dụng dữ liệu trên máy tính ấy, tức là các bạn lưu trữ các cái bài hát này, các cái bức ảnh này, rồi các cái văn bản các bạn dùng đấy, thì các bạn cứ vào My Computer này các bạn lưu nhá. Thì các bạn mở lên đúng không? Thì sau khi các bạn mở lên ấy, thì chúng ta sẽ có ba cái phân vùng ổ đĩa này, là C này, ổ C là 1 này, ổ D là 2 này, đó, ổ E là 3 này. Thì tùy đấy, có những máy của các bạn, có một số bạn thì chỉ có hai ổ thôi, ví dụ như chỉ có ổ C và ổ D thôi. Đấy, mà không có ổ E. Đó, nhưng mà có một số máy của các bạn lại có thêm ổ hơn nữa, có một số bạn thì cài là 4 ổ, 5 ổ đấy. Thì cái đó là do khi mình chia phân vùng các bạn nhé, chia phân vùng ổ cứng ra thôi. Đó, cũng giống như là một cái ngôi nhà mà nó có nhiều phòng vậy thôi. Đó, thì các bạn có thể thêm thêm số ổ đĩa lên cũng được, hoặc là giảm số ổ đĩa đi đều được. Thì các bạn có thể sử dụng phần mềm các bạn cài đặt nhé. Đấy. Thì ở trong này mình chỉ lưu ý các bạn, đối với những bạn sử dụng máy tính lần đầu đấy, hoặc là người lớn tuổi và người già thì các bạn lưu ý là lưu hình ảnh hoặc là video hoặc là tài liệu thì các bạn không lưu vào ổ đĩa C nhé. Ổ đĩa C đây này, cái ổ mà có ghi bằng chữ C đây các bạn này. Đấy, chữ C nhé. Ổ ổ C là cái nơi mà lưu hệ điều hành, tức là lưu cái hệ điều hành Windows đấy. Các bạn lưu vào đây là nó sẽ làm lỗi máy tính của mình này, và khi máy tính bị lỗi hệ điều hành là chúng ta phải đi cài lại, và cài lại thì chúng ta sẽ vừa tốn tiền và lại mất thời gian các bạn nhé. Cho nên chúng ta chỉ lưu dữ liệu trong ổ đĩa D này đấy, hoặc là ổ đĩa E này. Ngoài ra các bạn có thêm ổ khác thì các bạn lưu vào ổ khác nữa nhé, nhưng mà chúng ta sẽ tránh cái ổ C này nhé. Ổ C này là các bạn đừng có đụng vào nhé, chúng ta không nên đụng chạm vào cái ổ C này đó, ổ C. Rồi, ví dụ bây giờ mình mở cái ổ đĩa D của mình lên xem thử là nó có cái gì trong các bạn nhé. Đây các bạn này, mình mở lên nhé, mở ổ đĩa D lên nhé. Đây, đây ổ E này, ổ D này, mình mở lên này. Đó. Thì trên cái ổ đĩa này thì mình cũng để một số cái phần mềm các bạn này. Đấy, một số cái dữ liệu, ví dụ như là file file ghi âm này. Đó, đây là hình nền máy tính này, đó, rồi music, nhạc thiếu nhi này. Đó, thư viện này. Đấy, vân vân. Một số cái hình ảnh ở đây nữa này. Đó là ổ đĩa D nhá.
Rồi sang ổ đĩa E này, mình mở ổ đĩa E lên các bạn xem này. C đây nha. E này. Đấy. À, ví dụ ở đây mình có lưu một số cái video ở đây các bạn này. Video mình quay bằng điện thoại thôi, thì mình lưu lên đây. Rồi sau đấy là mình lại chia sẻ lại cho các bạn thôi. Đó, hình nền máy tính này. Đây này. Đó. Những cái hình này là mình chụp hết các bạn này. Đấy, những hình này là chụp bằng tay hết này. Đấy, chụp bằng bằng điện thoại đấy. Rồi, ổ đĩa C các bạn nhé, mình mở ổ đĩa C lên xem thử nhé. Khi các bạn mở ổ đĩa C lên thì nó không có một cái gì trong này hết cả. Trong ổ đĩa C toàn là những cái file cài đặt của hệ điều hành Windows, không có cái gì hết. Tất nhiên là các bạn có thể lưu tài liệu vào trong này này, các bạn có thể lưu hình ảnh, video, tài liệu trong này, nhưng mà các bạn lưu vào đây thì sau này các bạn thao tác là rất dễ bị lỗi các bạn nhé, rất dễ bị lỗi máy. Đó, cho nên là chúng ta không mở cái ổ đĩa C này lên. Đó, theo mình là như vậy các bạn nhé. Rồi. Còn những cái này thì các bạn không cần quan tâm lắm. Cái mà thư mục này thì đi của mình thôi. Đấy. Đó. Các bạn nào sử dụng thêm cái thư mục này thì các bạn vào đây nhé. Đó. Cái này thì ít sử dụng các bạn, mấy cái thư mục của tên này thì ít sử dụng. Rồi, thì trong video hôm nay là mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng Windows XP đó, và thời gian tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một số cái clip về cách sử dụng Windows XP dành cho người mới nha. Thì hy vọng là các bạn xem video của mình nhé, thì các bạn bấm like hoặc là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình tiếp tục có động lực và chia sẻ các bạn trong thời gian tới nhé. Thì sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn, và mình xin dừng video tại đây nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình nhé, để thời gian sắp tới là mình vẫn tiếp tục làm một số cái video về clip về chia sẻ về cách sử dụng Windows XP này, rồi là Windows 7, Windows 10 để các bạn tham khảo thêm. Rồi, chúc tất cả các bạn sử dụng Windows XP thành công nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.